chào tất cả mọi người. Hôm nay quay lại với cái kênh Hoa Mùa Official của em. Hôm nay em lại làm một video mới, video rất hay và rất tuyệt vời. Video này mang tính cách hướng dẫn cho tất cả mọi người để làm giống như em. Nếu hay, cả nhà sẽ nhanh tay nhớ là like và bình luận, chia sẻ, đăng ký. Nhớ phải nhấn chuông để xem những video hay tiếp theo. Cả nhà hãy nhìn lên màn hình theo em nhé. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một video đổ vòng đeo tay với vòng đeo tay. Hôm nay là em đổ mấy vòng này. Đây là vòng đeo tay, đây là khuôn của vòng đeo tay. Đây, khuôn nhé. Khuôn này. Cái này lên đây. Đấy. Tất cả là em có 4 loại. Đấy. Cả nhà nhìn nhá, rất hay và rất đẹp. Đấy. Cả nhà nhìn nhá. Đấy. Đây là chất đổ. Đấy, cả nhà nhìn. Đấy, đây là ép oxy diazin AB nha. Đây là chất đông cứng B. Đấy, đây là chất đông cứng ép oxy. Đấy, ép oxy ra xì B. Anh em nhìn. Anh em nhìn rõ nhá. Để làm theo em. Đấy. Cả nhà nhớ đọc ở trong này nha, nó có hướng dẫn nha. Đây, theo em dụng cụ bột màu. Đây là bột màu nha. Đây. Bây giờ sẽ làm. Anh em nhìn. Đây là bột màu. Nhớ quấy cho đều nhé, quấy thật đều. Đấy, đây là
vòng là vòng một màu, vòng màu xanh xanh ngọc một màu. Cái này là tối là nó khi đang là sáng mà tắt đèn đi là ở cái vòng nó tự sáng lên đẹp lắm, nhìn rất đẹp. Đây là cái màu này là màu dạ quang, màu dạ quang đẹp lắm. Màu đẹp chưa? Cái vòng này nè, cả nhà nhìn thấy chưa, đẹp không, quá đẹp. Đấy, cái này là tối này, khi tắt điện là nó sáng lên, nó sáng lên đẹp lắm.
tối mình tắt điện đấy. Mình đang để điện này mình tắt lên cả sáng, nó sáng lên đẹp lắm. Nhà nhìn thấy chưa, quá đẹp này. Cả nhà nhìn theo em rồi theo cả nhà làm nhá, làm theo em là thành công. Cả nhà nhìn này, đẹp chưa? Chúc cả nhà còn ra các trường vạn sự như ý. Xin chào cả nhà.